Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Mời quý vị và các bạn tiếp tục với phần 3 cũng là phần cuối của lễ hội quốc tế. Do you have stamp? Do you do stamp? That open the passport. Yeah, and find the number 6 and then give it to her. Okay, good. Okay, and give them number 6 and then they stamp for you. Hello there. Hi. Can I get the stamp? Nice shoe. Thank you very much. I have, make my own. Japanese, Chinese. Open the passport for number 5. Finding number 5. Number 5, yes. Thank you. That's called Bird of Paradise. Wow. Nice. So you guys make note? Say again? You guys make note? Yes. Beautiful. Thank you. How much is that? $5?
Hello. Thank you. Thank you.
the face and grab some. Can he have one? It's a little swag, huh? Yeah. Oh, wow. Thank you very much. You want a slap bracelet? You want that slap bracelet? You want a slap bracelet? Assembly bill.
grab more. So what did you do? Number 14, library. Oh, this one's already in. Hello. Hi. Thank you. Hold on. You have to. Yeah. Can you fill this He can chew one, right? Yeah. Go ahead, yeah. And you can keep it. Ở đây thì mình thấy có một đội ngũ quay phim chuyên nghiệp nha cả nhà. Họ có người phỏng vấn và hai người quay phim chứ không giống như mình quay bằng điện thoại hay là những cái máy nhỏ nha cả nhà. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.